Ở tuổi 17 thôi, Lord đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ về cả ngoại hình lẫn chất giọng của mình. Tuy nhiên, khi được hỏi có muốn bước chân vào con đường người mẫu hay không, thì cô nàng này trả lời là không. Khác với nhiều ca sĩ tuổi teen khác, ngay từ album đầu tay mang tên Pure Heroine, Lorde đã được công chúng để mắt đến, bởi đây là album chất lượng hơn so với các album nhạc của các ca sĩ đồng trang lứa. Ngoài ra, với một ngoại hình lý tưởng như Lorde, cô gái đa tài này có thể tiến sâu hơn vào lĩnh vực thời trang, nhưng Lorde thì không nghĩ thế. Ở tuổi của tôi có rất nhiều cơ hội để làm người mẫu, nhưng mà không ai muốn tôi theo nghề đó, và tôi cũng cảm thấy không thích. Ca khúc Royals của Lorde đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng trong một thời gian dài, và cô cũng là ca sĩ người New Zealand đầu tiên thống trị bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở tuổi 16. Dù rất bận với những show diễn của mình tại Bắc Mỹ và Nam Mỹ, nhưng Lorde vẫn dành thời gian để ghi lại những gì đã xảy ra với mình trong ngày hôm đó. Cô cũng cho biết thêm khả năng văn chương của mình được truyền cảm hứng từ mẹ cô, bà cũng là một nhà thơ.